vừa đó. Ừ. Đây nó một bay trong cái chuông nó chứa thả này. Ừ. Đây nó cùng bự này. Đây nó cùng lửa nó này. Đuối từng từng lửa một đó chú ạ. À. Đấy là 15-16 con hả? Ừ, con loài này là ủa vậy gà này là coi như là nó đẻ trứng rồi mình ấp rồi nó nở ra luôn. Đúng à. Rồi, đúng rồi. Không phải là mua giống ở ngoài, sao tự động tự từ núi tự nuôi tự đẻ tự ấp tự ra luôn. Ừ. Đó thì 10 lượng với đây đang ấp chú này, đang ấp đây. 12 con đây này đây. Hai con đây đang ấp đây. Ồ, gà đang ấp đó. Đấy, con này đang ấp đây. Con gà trắng đang ấp đây. Con những cái con này là nuôi cho nó cứng rồi khi đây mới được thả. À, ừ. Đấy. Ở đây gà nó nở ra rồi, thì con này khoảng chừng tháng tuổi. 12 con. 12 con nó là cần chứ đừng thả. Thả mãi mày nha. 20 ngày. Ừ. Ờ, ok. Ừ. Còn bên kia, bên kia có vườn cao su. Vườn cao su. Ừ. Ok. Nói chung là ở dưới quê mà có một cái căn nhà nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trái cây như vậy thì hầu như là quá đã rồi. Đấy. Mình không cần gì phải. Dưa cho gà ăn này. Gà ăn dừa luôn. Ăn cái mú đó, mú dừa đó. À, cái cơm dừa. À, cơm dừa đó. Ừ, đúng rồi. Người thì nói mú dừa, cơm dừa. Không bỏ một cái gì hết. Không bỏ, đó cái này có cái vỏ khô rồi lâm củi. À. Nước dừa uống. Hả? À. Đúng ra coi như là không có bỏ một quý một cái gì cả. Vui à, quê vui quá. Ok này được cái là nếu chúng ta chuyên lao động mà theo kiểu mấy ông già thì là coi là rất là vui. Rồi. Nhưng mà nói một cách khôn ra thì nó cũng hơi buồn, tùy theo quan điểm mỗi người thôi. Ừ. Có nhiều người thích ra ồn ào thì lên thành phố. Ừ. Ra mặt tiền đường mà này cũng ồn ào giống như thành phố thôi. Ừ. Còn muốn nào yên tĩnh thì chạy vào đây. Thế đúng rồi. Ừ. Nhưng mà nhà này nhiều nhà lắm, như cái ông chủ cái nhà này có mặt tiền ngoài phố cũng có mà ở trong quê không có. Nhà hai ông bà này khoái yên, thích yên lặng cho vào dưới đây. Yeah. Gà đông dịch chơi buồn buồn chiều xách xe ra ngoài phố cà phê vậy bạn. Ở ra thị trấn Dương Minh Châu. À, có đôi chú cây này cái gì? Có đôi chú luôn. Cái cây này tôi biết mà, cây này cây tóc tiên. Không phải. Cái hàng rào mà gọi là cái gì ta, tôi quên mẹ cây cái gì à. Hồi nhỏ nó leo dữ lắm, mùa mưa nó leo dữ lắm, đầy ngóc luôn. Cây này cây lá giang. Lá giang hả? Ừ, lá giang nấu gà đó. Phải không? Ừ. Cho nên gà nuôi đây, hái lá giang xuống nấu luôn. Không phải, không phải. Lá giang. Cái lá giang á. Phải không? Phải. Phải, đang bị lá. Cây lá giang mà, chua lè gì? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chặt lá. Ê. Hả? Gà quá, tao không thấy. Gà tục tạc đi. Ra hái lá giang đây. Ủa, đúng bài luôn. Tội nó quá hả? Đúng bài luôn. Đúng bài luôn. Rốt cuộc là cái này đâu không có thứ gì thiếu, không có gì thừa. Cái gì? Cái gì mẹ món gì cũng có nằm trong đường, không phải đi mua. Trong vườn có cả. Rau cũng có, rau muống cũng có, lá giang cũng có, bồ ngó cũng có, nói chung là tất tật. Trời ơi. Thôi muốn gì đó. Còn bên này thì cao su, thiếu tiền mua thịt thì sang cào cao su, bán cao su để mua thịt. Cao su này to rồi đó, cao su này cho chích nhiều mũ à. Ở đây ghe rải bà nói là cao su lúc này nó ế quá, nó giá nó thấp quá rồi ta làm biết cạo luôn. Ừ thì để vài năm nữa nó lên rồi ta cạo. Ừ thì nói chung cạo không có tiền, ký không được mười mấy ngàn như đấy. Xiếng thì cũng cạo không có tiền à? Cái mũ á. Nhiều khi mà cao điểm hai mấy ngàn. Nhưng mà mình phải mướn ra, công nhân ta làm. À, tùy, nói chung mình xiếng thì mình cạo, mướn thì xiếng thì mướn. Nhiều thì mướn, ít thì cạo. Có nhiều nhà thì hai vợ chồng cạo thì nhân công mình tự ăn luôn. Đói. Tự lấy công làm lời. Ở đây lấy công làm lời vàng. Thấy đâu có túi tiền, thấy đâu có túi tiền được thức ăn vậy. Trong vườn, đây, mua trong vườn ăn, làm vườn ăn luôn. Đấy. Ở đây tự do muốn trồng cái gì trồng, muốn ăn muốn nuôi con gì nuôi, không phải là cấm đoán gì. Ở đây khu tự do, khu này ngồi đây
anh đi nhậu ngoài đây. Dạ, cái nhà của ổng bả nó dài từ đó tới trước là kể lắm, phải 30 mét. Ừ. Khoảng 50 mét có đó. 50 mét có. Ừ. À, cái đống bên kia có mấy cái đống đó là đống cây mì chú. Cây mì giống á. Chú thấy từng đống to to đó. Cây mì giống nó cũng bán có tiền đó. Bởi ta nói rồi, dân quê ta lên là thấy nghèo quá. Đó. Cái hàng ba nè. Cái sân. Sân. Quá ừ rộng rãi. Phá mát. Chị đây chỉ có mấy ông già về hưu mới ở đây được thôi. Dạ. Còn thanh niên trai trẻ chắc nó không chịu đâu. Đây nó có vẻ hơi buồn chút đó. Không, cũng không đến nổi đâu. Đây nhà cũng san sát đây nè. Đó, ừ. Nhà ngay bên đó đấy. Bên đây nhà này. Đi ra chơi chú ra ngoài này chờ xem cái coi. Con đường này vẫn là con đường đổ đá. Sắp sửa làm. Sắp sửa làm mở rộng ra 30-40 mét gì đấy. Cho nên là người ta nhà nước làm á. Cho nên dân ở đây họ không có đổ. Nhưng mà dân ở đây khôn chết mẹ luôn rồi. Cất nhà lúc nào cũng thuộc vô khoảng chục mét không mà thấy không. Để lỡ cái gì nó nới rộng mặt bằng ra. Thì ở đây chắc là cũng vừa đủ. Như cái nhà này cũng thuộc vô thấy không. Dạ. Qua cái nhà máy thái thì cũng thuộc vô cái chục mét. Bên cũng thuộc để vô. Khi ta phá đường ta làm thì nó lại đỡ công xây dựng. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Ôi trời, khi nào con xe cái nó tới mám luôn kìa. Cái này trời mưa. Ôi sao tại mà không thấy cái này. Ừ, hôm nãy trời mưa không thấy. Ừ. Cái xe này đó thấy đi xe Ford nha mọi người. Hôm nay chở chú Cầm đi bằng chiếc xe Ford của Mỹ. Cây này biết cây gì mới trồng. Cây sương rồng. Ờ. Ừ. Sương rồng Mỹ hả? Xe hơi không đi, đi xe máy. Ghèo đó cho ai vậy? Nhà này không có gì ngoài có điều kiện. Khổ vậy. Ở đấy đều đều vậy. Ở đấy họ trong mì đó họ có tiền lắm chú. Dân đây trong mì có tiền đó. Nhà nào xe bự bự không à. Xe cái xe à, chú lại coi cái xe chở mì kìa. Coi xe chở mì này. Đi.